Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ sáu ngày 29 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Vĩnh Long 99, giải 8 Bình Dương 00, giải 8 Trà Vinh 72 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt Vĩnh Long 241-297, giải đặc biệt Bình Dương 963-187, giải đặc biệt Trà Vinh 809-258. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.